Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nến thơm. Nến thơm là gì? Nến thơm tức là nó được tạo ra từ nến và thơm, đơn giản vậy thôi. Rồi, nguyên liệu để làm nến thơm thì chúng ta cần một quả thơm. Khi mà mình chọn quả thơm thì mình sẽ chọn cái quả nó còn ngọn này. Cái chỗ này nó dài một chút để chúng ta khỏi phải cắt ngắn cây nến. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần một con dao để chúng ta cắt và khoét cái ruột bên trong của quả thơm. Chúng ta cần những cái cây xiên này. Thông thường thì chúng ta cần 4 que hoặc 6 que. Ở đây là năm 2017, cho nên là mình sẽ chọn 7 que. Tất nhiên là không thể thiếu đó là nến và quẹt để chúng ta nhóm lửa. Và một cái chén để sau khi mà làm xong thì chúng ta sẽ đặt nó vào như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Rồi, công việc đầu tiên để mình xem nào. Mình sẽ hình dung lại cái cây nến thơm mà mình đã được gặp trước đây. Công việc đầu tiên thì theo mình nghĩ là sẽ cắt thế này. Ok, tiến hành cắt thôi. Này mà làm sai là mất quả thơm đấy, phải đùa đâu. Rồi, cái này thì chúng ta bỏ đi được rồi này, không cần thiết dùng nữa. Oh yeah. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái phần trên này. Ở đây thì để mình xem nào. Nên cắt từ chỗ này. Chỗ này. Wow. Ok. Cái chỗ này nó còn chút thịt này. Chắc là phải tận dụng để ăn thôi chứ bỏ đi phí lắm. Xem nào. Ui, nước nó chảy ra nhiều thế này. Lát nữa chúng ta sẽ sử dụng dao để chúng ta lắp cái ruột bên trong này. Còn bây giờ mình phải ăn trước đó. Ăn để mà nạp năng lượng. Ui, rớt rồi, không sao, ăn luôn. Ngon phết. Ok. Cái này theo mình nghĩ là chúng ta phải cắt bớt đi. Rồi, cái này chúng ta bỏ đi, không cần dùng nữa. Chúng ta lấy cái này. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng dao để chúng ta khoét cái ruột bên trong này. Khoét cẩn thận nhé, không là nó sọc ra ngoài là hỏng luôn đấy. Rồi, chúng ta khoét thì ở đây thì mình xem nào, cái ruột nó khá là dày. Thì chúng ta chừa lại chắc là mình sẽ chừa khoảng tầm 2 cm. Chừa lại cái khoảng 2 cm, tức là mình sẽ khoét trong vòng này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu khoét nhé. Oh yeah. Wow. Nước bút lô xua. Khoét vừa thôi, không có là nó đâm xuống dưới này này. Rồi. Trong lúc khoét ở đây thì chúng ta cũng phải khoét đồng thời ở đây nữa. Đây, bây giờ mình sẽ tạo hình một trái tim ở đây nhé. Oh yeah. Vừa nãy là mình khoét sẵn rồi, cho nên là mình móc cái này ra rất là dễ. Eo ơi, xấu quá, xấu kinh như được. Đúng là dân amateur. Trái tim kiểu gì đây? Trái tim nhìn bê bối quá. Thôi được rồi, tạo hình tiếp. Wow, đẹp rồi đấy chứ. Đúng hình trái tim rồi. Mấy cái này vứt đi phí quá nhỉ. Thôi, ăn luôn, làm đến đâu ăn đến đó. Ngon quá. Đây, chuẩn bị sẵn rồi. Ngon vãi. Chua. Bỏ mấy cái này ra. Rồi, tiếp tục khoét nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng dao chúng ta đâm vào bên trong này. Đó, chúng ta sẽ cắt cái trụ nó từ bên trong này. Ok. Rồi, bây giờ dùng cái dĩa này. Lấy nó ra. Ok. Cứng thế. Cái lõi. Ngon vãi. Thật không thể tin được. Ngon quá. Ok, tiếp tục mình sẽ khoét tiếp. Bây giờ mình sẽ khoét rộng ở bên trong này ra một chút.
Có vẻ như đàn ông làm việc gì nó cũng hơi vụng về nhỉ. Ok, lấy mấy cái phần dư ra. Làm nến mà như thế này thì ai mà chả thích làm. Vừa làm lại còn được ăn chứ. Chua chua ngọt ngọt. Đây nhìn hàng xóm mà không biết là mình đang làm clip đâu, tưởng mình ăn thơm. Phải khoét thêm một chút nữa. Nước nôi gì lênh láng hết cả ra nhà này. Mình nghĩ là ổn đấy. Thế nào là được rồi. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo á là chúng ta sẽ khoét ở bên dưới này. Chúng ta khoét một cái lỗ làm sao mà nhét cây nến vào nó đừng có lung lay nhá, không là nó đổ đấy. Chỗ này yêu cầu phải làm thật tỉ mỉ. Úi giời, làm tỉ mỉ gì mà nó gần tét ra từ thế này. Ok, chắc là vừa rồi đấy. Oh yeah, xong rồi này. Rồi, bây giờ chúng ta cắm cây nến vào được rồi đó. Cắm vô. Chắc phải cắm từ dưới lên. Yeah, như thế này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ găm mấy cái cây này vào. Để mình xem nào. Cái này cứng hơn, có lẽ là mình sẽ găm vào đây trước. Ok, găm vào đây. Ui, đúng rồi, cái này cứng lắm các bạn ơi. Phải găm vào cái đầu này trước này. Ai. Chắc là mình găm 4 cây thôi nhỉ. Găm nhiều quá sợ nó ấy. Các bạn găm thì các bạn găm làm sao mà cho nó tỏa ra. Nó tỏa ra như thế này. Thôi mình găm 4 cây thôi. Lấy 7 cây mà chắc là không dùng đến rồi. Oh yeah. Ok được rồi đó, bây giờ cắm vào. Ui. Yeah, cái nến thơm của mình. Cái nến thơm đầu tiên mà mình làm. Cố lên em ơi, let's go. Ui, nó lòi cả ra ngoài rồi đấy. Chết cha con gà ta. Bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có bẻ đi phần dư thôi chứ làm sao bây giờ. Nhìn nó không giống quả thơm chút nào cả. Thôi là mình rút ra. Mình rút ra xong mình bẻ bớt đi. Bẻ quá tay cái vỡ mồm luôn. Ok, như này được rồi đấy. Có cắm kinh. Ok, như này là được rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Thế là xong. Phải không nhở? Ấy, nến cháy ra là đến khi mà nến nó cháy vào bên trong nó sẽ tỏa ra cái ánh sáng hình trái tim. Nhìn rất là lung linh. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành cây nến thơm. Đó, nhìn cũng khá là đẹp đúng không nào? Rồi bây giờ mình sẽ mang đi mình thắp lên cho nó cháy thôi. Nó cháy thì khi mà cái nến nó cháy vào bên trong nó sẽ đốt cháy những cái thành phần của quả thơm ở đây. Thì nó sẽ tỏa ra một cái mùi thơm rất là thú vị. Rồi thì đó chính là cái video hướng dẫn làm nến thơm. Thì sau khi làm nến thơm xong thì mình khỏi cần ăn cơm trưa luôn. Bởi vì là làm xong là no luôn. Rồi chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.